em thì em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Có hai mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi. Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hôn. Em chưa kể hết. Rồi đấy. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Các bạn có rất có duyên gặp ở trên sân khấu bạn Nguyễn Hòa này. Hy vọng là cái duyên đó nó tạo nên cái phận nữa ha. Hai người sẽ kết nối với nhau. Bây giờ mình giới thiệu về nhau đi mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Và chào bạn bên kia. Và chào quý vị khán giả ở trong đường quay. Em tên Lê Tài Đông Tiến, quê ở Long An, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ trong phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh? Dạ, đó là trong như kinh doanh bán hàng cho công ty. À, trong phòng kinh doanh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Nhưng mà hiện giờ là Tiến đang làm việc ở đâu? Dạ, ở quận 8 chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả, chào anh bên kia luôn ạ. Em tên Trần Thị Mỹ Hiền, em sinh năm 85, em 32 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện em đang sống ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang kinh doanh mỹ phẩm online chị ạ. Rồi, 32 tuổi, Bạc Liêu, đang sống Sài Gòn quận mấy? Dạ, em ở quận 11 chị. Rồi, quận 11. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thì em thấy em cũng trầm tính, nhưng mà thật ra em cũng vui vẻ và thân thiện. Em cũng hiền, với lại thấy dễ xúc động giống như chị Cát Tường. Vậy hả? Mỗi lần em coi mấy cái chương trình á, mà có mấy cặp mà dạng như đổ vỡ lần đầu rồi cái đồng ý bấm nút hẹn hò, thấy chị khóc cái em coi nhà em cũng khóc theo. Rồi vậy bữa nay chị cười không để cho em cười theo nha. Dạ, em... cho bên này may mắn nha. Rồi mình còn mình có điểm yếu gì nữa không? À, em có tật thì xấu gì không? Em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Với là em nhiều khi cũng hay nóng tính, này cũng hơi kỹ tính quá. Ừ, có thể mình kỹ tính quá đó, cho nên nhiều khi mình khó đó. Mình bớt kỹ chút xíu đi, kệ dễ dễ chút đi em. Dạ. Nha. Rồi mời bạn trai bên kia. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói cho bạn gái bên kia biết. Dạ thì điểm mạnh của em á thì em sống rất hòa đồng, vui vẻ, chân thật. Chung thủy lắm mà. À. Đúng, quen người nào là chung thủy người đó. Thấy không? Đúng rồi. Rồi, vậy là khỏe rồi. Khỏe. Có tật xấu là gì không? Thì cái tật xấu thì ngủ mà sao hay ngái. Ngủ ngái hả? Này đàn ông hay nhiều người bị lắm. Không sao. Ngủ tật gì xấu hơn ngái không? Xấu hơn hả? Ừ. Nhát gái lắm. Nhát gái là tật xấu hả? Thiệt. Bởi vậy hồi lúc trước thì em cũng có lên đây là thành phố làm ở trong công ty á. Rồi có cái gì đó làm ở trong đó là căng tin. Ừ, có gì? Đứa con gái thấy em cũng dễ thương đúng không, hiền, cái là mai kêu nó quen con của gì đó, cái cuối tuần hay gì cái rủ em kêu là dẫn con của gì đó đi chơi, mà cứ đi chơi vậy đó mà không biết làm gì hết. Nắm tay không nắm tay nữa. Thiệt á hả? Nói thật luôn. Thôi, cái xong cái có cái anh đó anh vô làm thấy người đó dễ thương, cái rủ đi chơi đâu có hai ba lần cái cù dính người đó luôn, là mất cơ hội đúng không? Đúng. Tại vì nhát quá mất cơ hội đúng không? Nhát. Mà đặc biệt cái người đó có con rồi, cái quay lại nói với em biết nói sao không? Sao? Tại đó anh hiền quá, bởi vậy anh mới mất em. Đúng rồi, hiền quá cũng là một cái rồi cái điểm không thuận lợi trong tình yêu. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em cũng trải qua được ba mối tình rồi chị. Ba mối tình. Mối gần nhất thì cũng chia tay cũng khoảng năm mấy hai năm rồi. Dạ thì quen cũng được năm mấy rồi, xong sau đó anh đó đi cưới vợ. Lý do sao vậy? Thì em cũng có hỏi thì anh đó nói là sống để vậy chết mang theo, thì thôi em không hỏi nữa. À, là không nói lý do hả? Dạ. Nói gì kỳ vậy? Mình có tự tìm hiểu mình lý do tại sao không? Dạ thì em cũng có giống như là anh đó dạng như đang quen lần hai người á chị. À. Bên kia là ba mối tình đúng không? Dạ. Bên này mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi. Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hôn. Em chưa kể hết. Rồi đó. Lúc đó là mình cũng rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái quen cái người cũng làm chung công ty nữa. Ừ. Rồi xong cái thì từ đó rồi quen rồi đó, thương đó cũng khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Trời, chào chị Cát Tường. Chào em. Chị, em kể chuyện hấp dẫn quá.
nên chị không thể kiềm chế được, chị phải qua chị coi cái mặt người nào mà khờ dữ vậy. Quen mấy mối tình mà không làm gì hết. Ở đó khờ chứ giờ hơi gian gian này. Giờ gian rồi hả? Gian. À gian, gian. Mối tình 5 năm tưởng đâu gian rồi 5 năm. 5 năm thì cũng yêu nhau cũng mãnh liệt lắm ạ. Sao 5 năm rồi mà chia tay? Nói chung thì quen nhau thì cũng thương nhau nhiều lắm. Cái cũng nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện xảy ra rồi. Lúc đó chia tay cũng người đó cũng khóc dữ lắm. Mà ai, nhiên... ai chia tay ai? Thì hồi đó lúc đó là quen người đó đi lên Đồng Nai chơi người bà con trả nó xong vô tình cái em gọi điện thoại. Khi không biết lý do sao có một người thanh niên bắt máy nói là bạn của người đó. Thì cái lúc đó cũng hụt hẫng rồi. Thấy cảm thấy như là bị tâm sự lừa dối rồi, bị gạt. Sau này mới biết là anh bà con chọc thấy giỡn chưa? Thôi. Tại em vậy? Thì đó. Tại vì mới nghe điện thoại sơ mà em đã khẳng định là người đó là người yêu của người ta rồi. Thì bởi vậy cũng có một phần do em. Do em hết chứ, rồi tự nhiên cái bỏ người ta. Thì rốt cuộc nói thương thương xong chưa gì hết cái người đó. Em chậm quá. Thì bởi vậy giờ phải lên đây rút kinh nghiệm. Lên đây được, bấm nút, nắm tay, hung, về cưới liền. Không, em có dự định rồi. Hả? Có dự định rồi. Lên đây đúng không? Gặp người đó, cảm thấy hợp ý, bấm nút, về nói ba mẹ, cưới liền. Cưới liền, chính xác. Nhớ nha. Đi đi. Rồi, bây giờ em muốn kiếm một người vợ như thế nào? Thì người đó cao 1m55 trở lên. Rồi. Sống, vui vẻ, hòa đồng. Với nói chung là có hiếu với gia đình là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Biết quan tâm với gia đình vậy đó. Có làm dâu không? Cái này là em sống tự lập mà. Đó giờ em sống trên đây 16 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Chưa có nhà riêng. 16 năm mà tại sao không có nhà riêng? Tại vì làm thì ở công ty luôn, ngủ ở công ty luôn. Vậy tiền đâu? Tiền gửi ba mẹ giữ giùm. Là có tiền đúng không? Thì bây giờ có tiền, được cái là ba mẹ giữ. Sau này có vợ, ba mẹ trả lại. Vậy được, phải mua nhà. Chứ không lẽ lấy vợ đâu. Đúng rồi, sống đây mua nhà. Đúng rồi. 16 năm ta gửi ba mẹ ta đủ mua nhà rồi. Phải nói cho biết chứ, tưởng 16 năm nay rồi đưa cho em nào rồi. Hỏi là hỏi cái cặn kẽ quá. Được rồi, đến qua anh xem bên đàn gái sao mình làm luôn ha. Một đàn gái. Nãy giờ anh nghe anh nói chuyện anh đánh giá thế nào về anh ấy? Dạ em thấy anh đó cũng vui vẻ, lại biết tự lập hay cũng tốt. Không, anh vui lắm. Thiệt, anh rất là vui. Vui lắm á. Đúng. Cái hay nhất là anh rất là thật. Nãy giờ anh kể những câu chuyện rất là thật ha. Cái đó là cái gọi là ưu điểm của anh đó. Đúng rồi, anh sống rất thật em ơi. Chứng minh luôn mà. Rất là thật luôn. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu hình của em á. À, dạ thì em cũng thích mẫu người tự lập á. Tự lập. Với lại điềm tĩnh chút xíu, có ý chí chịu khó thì được rồi. Rồi, có anh mẫu có, anh có. Anh có. Không này có nói có. Làm như muốn vợ lắm hay sao? Không, muốn vợ rồi, muốn vợ dữ lắm. Trời ơi. Đã lên đây là nhất quyết phải cưới vợ mà. Có. Anh ghét cái gì là ông nhất? À, em không thích hút thuốc anh. Thôi, hên quá, anh không hút thuốc, không nhậu luôn. Gì nữa? Với lại tính toán quá. Tính toán? Không, anh sống rất phóng khoáng rồi nha. Gì nữa không? Như, có gì đó. Nhiều đó thôi đủ rồi. Được không em trai? Ui trời quá được. Ngon lành. Bạn trai hôm nay đi với ai nè? Dạ em đi với ba. Với dì Dượng. Anh hai, mợ hai. Với một bạn thân. Cả ba, nhà luôn rồi, gần như cả nhà rồi. Đúng rồi, lên đây là phải có niềm tin, đúng động rồi. Lực quyết liệt, động lực đúng luôn rồi. Mẹ ở nhà rồi, cho gặp bác trai đi. Mẹ ở nhà vẫn ủng hộ con. Mẹ sao mẹ không đi? Tại vì mẹ ở nhà làm công việc. Đang sửa nhà, sao nếu sửa nhà xong là cứ vợ luôn. Ừ, hay quá. Rồi, gặp bác ơi. Dạ, chào bác trai. À. Chào Hoàng Linh. Dạ, chào bác. Chào các bạn. Dạ, chào bác. Tôi là cha của Tiến. Thì tính tình của Tiến thì nó kể nãy giờ thì cũng đúng y như vậy. Nó là cũng ngoan, hiền, có hiếu thảo với cha mẹ. Thật sự là từ trước tới giờ là độc thân, chứ ngoài ra là chưa có gia đình. Dạ. Thì hôm nay là đến đây để có sự hò hẹn của chương trình. Thì tôi cũng mong muốn là hai cháu tìm hiểu với nhau rồi bấm nút rồi theo bác về quê. À. Tuổi có quan trọng không bác? Ví dụ tụi nó hợp ý mà không có tuổi nó không hợp thì sao? Hai đứa miễn thương nhau là được rồi. Hay quá, vậy là được rồi. Cảm ơn bác. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với ba người em, bà con với lại ba bé đại lý của em ạ. Đâu rồi, cho gặp bên nhà gái đi. Ai bạn nào đại diện nè? Ai đại diện nhà gái nào? Dạ, em là em họ của chị Hiền. Đúng như cái tên Mỹ Hiền thì chị rất là hiền. Chị rất là xinh.
dáng thì ok luôn. Nói chung em thấy hai người rất là hợp, em ủng hộ 100%. Được rồi, nói chung á, cặp này cô gái bên kia rất là dễ thương đấy, Tiến. Dạ. Kéo màn lên. Lớn cho hai cặp đôi trẻ nào. Kéo màn. Đó, Tiến, Tiến cái Tiến. Anh có quà tặng không? Dạ, em cảm ơn anh. Tới, tới luôn, tới luôn. Tới luôn. Rung quá, thì tự nhiên gặp mặt rung quá. Hẹn liền. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh ngoại hình cũng ok. À, cảm ơn. Nhìn anh cũng hiền, dễ thương. Dạ, thì anh cũng thấy em vui vẻ. Nãy giờ em nói cũng thấy vui vẻ, thấy cũng hòa đồng. Thì tính tình của em, nãy giờ em nói thì anh thấy cũng hợp với anh lắm. Anh cũng mong rằng anh với em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu gì nhau. Chưa gì cho cơ hội rồi nói cái gì chứ. Hát bài nữa tặng em đi cho nó bớt rung đi. Rồi em xin hát khúc thôi. Chứ giờ em cũng rung quá, giờ em cũng hồi hộp quá. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu chưa hỏi hết rồi. Nếu mà anh với em bấm nút hẹn hò để em quyết định chừng nào lập gia đình. Dạ thì tìm hiểu thế nào cũng được anh. À, dạ. Nếu mà lập gia đình em muốn mấy đứa con? Cái đó thì ông trời cũng cho nhiều thì được nhiều. Mà anh thích đẻ đông con vui. Anh lần này em cũng hơi run. Thì giờ anh nói thật lòng với em, nếu mà đến chương trình này thì anh với em cũng là cái duyên rồi. Bởi vậy mình phải tạo cái duyên này để mình tìm hiểu nhau, cho cơ hội hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì anh mong em bấm nút với anh. Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm. Bấm không em? Anh không, không có hỏi. Mà đây anh chỉ cái nút nha. Trời ơi, đây cái nút này nè. Cái này đây lên đây. Muốn vợ quá rồi. Mày đặt tay vào nút bấm nha. Lo không chỉ ta hồi bấm không kịp nè. Tôi đếm lẹ lắm à. 1 2 3. Hết thời gian. Chạy qua kia bấm luôn. Bấm tay luôn, làm luôn, tới luôn nào. Đúng rồi. Đã nói rồi. Vô, giờ tới lúc này vô. Thôi, anh xin phép không em phép. Dạ nói với ba đi, nói với ba dạ gì đi. Dạ rút kinh nghiệm rồi. Nói với ba gì đi. Ba thấy con dâu tương lai sao ba? Ba thấy ba có dâu rồi. Dạ. Dâu dễ thương. Dạ. Ba cũng cảm ơn chương trình. Ba nói gì với bác đi. Dạ con chào bác, thì con cũng không biết nói gì nè, chỉ chúc bác thật nhiều sức khỏe hả, con xin hết. Dễ thương rồi nha. Rồi đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn xem phim thật là hay. Vui. Gửi tặng hai bạn đây là một phần quà, đó là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm Hura Daily được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Và quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay vẫn nắm tay. Rồi nắm tay thì chặt nha. Rồi đi xem phim, tìm hiểu nhau. Rồi chúc hai bạn rồi, hạnh phúc. Hạnh phúc nha. Nhớ xuống dưới nha, tâm sự chia sẻ không nữa nha. Hơi tính xíu, mày hay quá thì em không có chịu. Em là vui vẻ hòa đồng và giải thích với mọi người. Không phải là người vô tăng là được. Em không biết nhậu. Mời nhà trai. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cấm Hiệp. Tô Cấm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cấm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Anh chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu.
Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ đúng rồi đó, đang tính hỏi nha. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ, nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Thôi. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại đơn giản nữa, không phải như, đi công viên. Là hẹn bất nhau cỏ ở nhà nghỉ. Ủa, không cần sao, đi công ta nghĩ kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều với mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại, dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai sao nè? Dạ, em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa, tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa, em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ, lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ, em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ, có. Rồi, nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu. Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ gỗ lượng gỗ rất là cao. Sợ về làm ghế không được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Trời ơi, biết nhậu thì từ từ nó ghiền, xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Ủa, nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá, em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi bên coi bên đàn trai đáp trai ứng đi. Được nhu cầu của em hay không. Quản lý nhà nghỉ mà dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy giá hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái gì cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho đó. Anh hay đi quay đây đó xong mệt, ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút. Cho tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Cho chị. Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? Nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm.
Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm. Bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi. Rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê. Là rồi, cũng cảm được ơn má nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó, quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi. Dạ. Em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai, chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Hay thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân. Ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một danh nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy á. Dạ em tặng cho anh nước hoa Gucci à chị. À Gucci dạ, rồi, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi bây giờ tới đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hammet em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Dạ, tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. Anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà không. Trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Yeah. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ, đừng tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi gì thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh dạ. chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm dạ. nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu anh ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi vào Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng trước mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên quá gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bài nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, lúc đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên,
còn đây để rung quá rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Phải không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được trời ạ. À. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó mong giờ... chàng rể hiền đó, rể hiền để ngoan. Bây giờ, đó chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội. Dạ. Tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn phải duyên năm chồng em vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chưa làm thủ tục hôn nhau cơ nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó thôi. Đừng làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu mô này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Là phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, dạ anh. Một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, chúc hai bạn hạnh phúc và đây, chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. À. Hãy nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vậy không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Nào giờ thì em thực sự là em chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Em giống như bạn chưa có mối tình nào. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Thì em thì không có giữ được tiền. Em giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ gặp ngay sau đây cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm hay không. Xin mời. Mời gia đình nhà gái.
Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi, trời ơi, cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa, tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được, đúng không? Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em thật. Con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giữ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi khỏe có bằng kia rồi đó rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon nó chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa trơn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Thời em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ cao từ 1m55 trở lên. Rồi có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia như thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng.
kia bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích đàn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp dạ. Lắm á. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi à. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông dạ. báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng má, những dẫn về mà còn giác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Ừ. Hôm nay anh có giác không mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Đàn gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Thế là mít là dè qua đây thôi, khỏi trao đó, dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với mú tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh, thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người thôi người. Dạ vậy được á anh. Em dạ. Sao em lại tặng bông hướng dương? Em thích hướng dương, với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như cái mít này, em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nó bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1-2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới con. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngập môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời,
Những phút giây thật tuyệt vời là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu vô đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vâng, không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi, chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen chăm dạ. sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung, chứ còn không có, có nhiều người rối á cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ vâng. Rồi, chúc em hạnh phúc. Thưa quý vị, những câu chuyện tình, những cái sự kết nối quá dễ thương và quá đáng yêu luôn. Mong rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tại vì em nói thật, em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không có cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn, thử coi có cảm xúc không. Nếu có nghĩa là em thấy trẻ con em thương, mà em thấy nó khóc là em cảm thấy em xúc động vậy thôi chứ không. Còn điểm mạnh của em thì đủ thứ hết. Tại em là bộ đội mà, nên em vững vàng. Mình vẫn là dân buôn bán, vẫn là nghề thợ bạc. Nhưng mà mình chuyện gia đình là mình có thể làm hết, đảm nhận hết. Thợ bạc á hả? Dạ. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.